dường hành năm xưa. Trăng ơi trăng ơi, mùa trăng đưa hẹn hò. Ai mua trăng không, lại đây tôi bán trăng cho. Sao bác biết rõ về cha mẹ cháu vậy? Còn cậu, cậu tên là Lê Trọng Nhân có đúng không? Đúng, đúng tất cả. Trời ơi! Em sao vậy em? Sợi dây chuyền cậu vẫn đeo trên cổ. Cậu còn nhớ ngày đó. Luyến à, con đừng khóc nữa. Ba con ông giận bỏ lên nhà bác Tư rồi. Nín đi con. Má ơi, con khổ quá. Ba con muốn tốt cho con nên mới quyết định gả con cho Trần Hữu Danh, là con trai của ông Trần Hữu Vọng. Vì hai gia đình rất là môn đăng hộ đối, sau này con sẽ được sung sướng tấm thân. Má ơi, con lại má. Xin má nói giùm với ba đừng bắt con lấy Trần Hữu Danh, vì con chưa bao giờ có cảm tình với người con trai đó. Con đừng nói như vậy mà ba con giận nữa thì khổ à. Má ơi, con xin má hãy thương con. Từ bé đến nay chưa có bao giờ con làm phiền lòng mẹ cha, luôn một mặt vâng lời. Nhưng nay là chuyện nợ duyên, nó hệ trong cả một đời con. Xin ba má hãy thương tình, cho phép con được tự hôn. Vì chẳng yêu nhau thì không thể nào sống đến bạc đầu răng long. Nếu ba má ép con phải lấy chồng, có khác nào ba bắt loài chim xanh. Tuy được ở trong lòng son xinh đẹp, như chim thiếu tự do bay nhảy giữa bầu trời, tiếng hát yêu lo cũng sẽ không còn nở lòng nào má ơi. Luyên ơi, má cũng biết mối tình đầu khi đã đơm bóng kết trái, thì trong một sớm một chiều có mấy ai dễ dàng quên. Nhưng má cũng đành bất lực nhìn con trẻ buồn đau, mà nghe như ai vò xe tim mình. Thôi thì con hãy chọn đi bên hiếu bên tình, gia đình chỉ có con là thằng Nhân thì còn trong tuổi ngây thơ. Chỉ vì muốn con được hạnh phúc giàu sang nên ba mới có thái độ ép này bắt buộc. Vậy con hãy nghĩ suy cho tường tận, đừng vì chữ yêu mà đi oán hận cha mình. Dạ, phận làm con thì con đâu dám thế, nhưng thật tình con khổ lắm má ơi. Con không nên khổ đau. Má chắc rồi đây Hữu Danh sẽ đem sung sướng đến cho đời con. Con không lo đời con, chỉ thương ba má và em Nhân. Rồi đây không còn ai chăm sóc. Con nghe ba con đi, để ông vui mà không đánh đập con nữa là má vui rồi. Con đừng lo cho má những chuyện nhỏ mọn đó. Má ơi, con bất hiếu làm cho ba giận má buồn, con thật vô cùng có lỗi. Như vậy là con bằng lòng theo ý của ba con rồi phải không con? Dạ. Má à? Má cho phép con gặp anh Quang lần cuối nghe má. Được, con nhớ về liền nha con. Ba con biết thì khổ đó. Con cảm ơn má.
Chị Hai ơi, chị Hai, chị dán giùm em con diều này đi. Hồi chiều con chó nó cắn gách của em rồi. Chị dán lại lẹ lẹ cho em đi, để mà em chơi với tụi bạn nha chị Hai. Được rồi, chị sẽ dán cho em. Dán liền đi chị Hai. Bây giờ em vô trong học bài đi. Chị ra bờ sông sao chút xíu, cái chị vô chị dán diều cho em nha. Lẹ lẹ nha chị Hai. Luyến ơi, hẹn gặp nhau xem không nói danh một lời nào mà em lại khóc. Đừng khóc nữa em. Anh yêu em như trái đất có ánh sáng mặt trời. Nếu trái đất không có ánh sáng mặt trời thì vũ trụ sẽ chìm trong bóng tối. Quang ơi, em yêu anh như bông hoa thiệt tha yêu cánh bướm. Nếu đời hoa không có bướm thì còn chi táo dừng mùa xuân. Nhưng anh ơi, giờ đây em đang phập phòng lo sợ, chúng mình sẽ xa nhau. Bởi ta có dột thành kiến gia đình khắc khe, phận làm con em đâu dám cãi lời. Nhưng với anh em yêu trọn một đời. Sao hôm nay em mới điều cái gì? Nghe đau đớn lòng nghe nghe xa. Quyết định của ba là gả em cho người xa lạ. Gặp nhau lần này chắc mình sẽ chia tay. Không Liên ơi, em đã nói với anh, em yêu anh như bông hoa thiết tha yêu cánh bướm. Thì tại sao em lại thốt tiếng từ ly trong khi tình ta đang nồng thắm và ước mơ một tương lai sáng đẹp em đẹp. Em hãy nói đi em, ta nói tiếng xuân về. Trái đất này sẽ mãi mãi chìm trong bóng tối nếu đôi mình lỡ nở lỡ duyên. Nhưng tình yêu không thể vượt qua lễ giáo gia phong thì nó biến thành niềm khổ đau vô tận. Chúng ta sẽ cố vượt qua cùng nhau, bảo vệ để sống bên nhau hạnh phúc trọn đời. Bằng cách nào hả anh? Vì yêu anh em có thể chịu đựng tất cả rối đòn khi ba đánh đập. Nhưng làm sao đây để chúng ta trọn lời ước nguyện khi mai mốt này em phải vui. Trời ơi, có chuyện đó nữa sao? Anh Quang, anh nói em phải làm gì bây giờ? Anh nói đi, anh nói đi anh.
Con biết làm gì khi ba em đã quyết định bắt em về làm dâu người khác. Vậy là hết rồi. Còn gì để mày liếng luôn nơi đây chứ? Anh Quang, anh định rời bỏ nơi đây sao? Chứ còn ở lại để anh chết dần chết mòn trong đau khổ sao em? Không, anh Quang ơi, em làm sao sống được khi nếu phải xa anh? Chúng ta không còn cách nào để chống lại mệnh lệnh nghiệt ngã của ba em. Anh hãy đưa em đi với anh đi. Nếu đi với anh thì em sống một cuộc đời kham khổ. Em có quán trách anh không? Không, em không thể thiếu anh. Và tình nguyện sống bên anh, em không cảm thấy khổ. Em thấy em hạnh phúc. Vì em muốn cùng anh bảo vệ giọt máu của chúng ta đang hình thành trong bụng mẹ. Nguyễn, em đã có thai. Phải, vì vậy em phải quyết định đi theo anh. Anh, chúng ta hãy đi ngay đi. Kêu ba em về thì không kịp nữa. Phải, chúng ta đi thôi. Nghiệp cho em tôi. Nhân ơi, chị trao lại sợi dây chuyền này cho em. Em hãy giữ cho kỹ, đừng làm mất nghe Nhân. Dán nhiều cho em đi chị hai. Để sáng ba dán lại cho em. Nhân, em đừng khóc. Chị đi nghe Nhân. Chị hai ơi, em không ngờ ngày chị bỏ nhà ra đi đến nay. 20 mấy năm trời em chỉ cách xa. Vui mừng ngày gặp gỡ, chị xúc động biết bao. Ơn Phật trời vui cho cảnh đoàn viên, nên hôm nay cốt nhục tương phùng. Ngày chị ra đi rời quê nhà đất mẹ, em còn nhỏ dài nào có biết đâu chị đau khổ vô cùng. Mẹ thường nhắc chị trong những lúc nhớ mong. Mẹ gọi rằng con hỡi Luyến ơi, giờ con ở đâu sao chẳng chịu quay về. Khi hỏi ra mới biết em còn có chị. Nhưng đất trời mù mịt nên dù nhớ thương cũng khó kiếm tìm. Vì không thể xa nhau khi đã lỡ yêu, nên anh và chị phải trốn. Nhân, chị hai, ba má vẫn còn mạnh dội hả Nhân? Lâu nay gia đình mình ở đâu và sống ra sao? Trời ơi, gặp em chị mừng quá, muốn đi thăm ba má ngay bây giờ. Chị hai ơi, ba đã chết vì một cơn bão bệnh, còn mẹ tuy có được bình yên nhờ Phật trời phù hộ, nhưng tóc mẹ đã pha sương do trăm thương ngàn nhớ. Vì nỗi mong con nỗi nhớ thương chồng, hiện giờ mẹ và em đang ở tại Sài Gòn. Đã 25 năm rồi nơi quê người xứ lạ, tạm sống qua ngày chỉ có mẹ với em. Cũng vì xấu hổ cho việc chỉ ra đi, nên ba mẹ phải bỏ cảm
mau lên trên này sinh sống. Tưởng đâu chị em mình muôn đời xa cách nào hay, đâu có được nghe buổi tao cùng. Ba, mẹ, Thúy Quyên con. Quyên. Ba, mẹ, tại sao con lại gặp cảnh trái ngang đau đớn như thế này? Tại sao? Tại sao Nhân lại là cậu của con hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ có biết là chúng con đã yêu nhau, mong ước mai sau này duyên trước mai muôn trời mãi không phai. Nhưng trời hiếm ra yêu lắm còn gì bằng đớn đau lòng con. Con nói vậy là sao thưa Quyên? Mẹ, trời già bài chỉ điều ngang trái, khóc than hay cười làm cho bớt đau thương. Thương đau yến quanh chung cùng, nào ngờ đành rẽ chia từ đây. Tâm can rối như tơ vò, còn bàng hoàng nói không thành từ lâu nhen nhớ trong tim. Phút giây ta trùng con đâu vui cô mà quên đi năm tháng làm phôi phai. Quyên, có phải cậu cháu bây đã có gì với nhau rồi phải không? Mẹ ơi, qua những lời tuổi phận than thân, chắc mẹ cũng biết rồi, con và cậu đã có một ân tình xem như keo sơn gắn bó. Nhưng mẹ hãy tin con của mẹ như tờ giấy trắng, dầu tiếng gọi của con tim đã thôi thúc lòng con muốn cùng cậu xây dựng. Rồi đây khi con hiểu rõ sự tình, thì mẹ ơi, làm sao lòng con không chua xót, không ngỡ ngàng trước một sự thật trái ngang. Nay rõ ra thì cậu cháu yêu nhau, thử hỏi ai không thương đau, không xấu hổ. Dẫu đây chỉ là vô tình lầm lỡ, nhưng có lẽ suốt đời lòng con luôn sai sức. Mẹ chỉ mong tình cảm của cậu cháu cũng không vượt qua dòng lễ giáo là được, còn chuyện buồn đau cũng sẽ theo năm tháng dần quên. Chị hãy yên lòng, lời của Quyên nói hoàn toàn là sự thật. Nhưng mẹ ơi, làm cách nào cho con thôi sầu hết khổ đi hả mẹ? Bình tĩnh đi con, rồi mọi việc sẽ trở về yên ổn. Chỉ cần con hiểu ra và quên chuyện sai lầm. Con ơi, hôm nay là ngày vui đoàn tụ gia đình. Con hãy chia sẻ niềm vui của mẹ, đừng nghĩ gì đến chuyện đã qua. Cố mà quên đi hình ảnh của Nhân, con hãy xem như chưa bao giờ cùng Nhân gặp gỡ. Tháng rồng năm dài giúp cho con xóa mờ nhung nhớ, rồi con sẽ tìm thấy được niềm vui. Hãy xem như chưa bao giờ gặp gỡ. Trời ơi,
nghiệt ngã quá, tình yêu nồng nàn hơn quá, hôm nay biến thành sự thật cay đắng và hổ thẹn. Trời ơi, tại sao? Không, con không tin, con không tin là như vậy được. Không, không phải, phải không mẹ? Ba ơi, Thùy Quyên, Thùy Quyên con, em hãy để cho nó than khóc một mình, như vậy nó sẽ vơi bớt khổ đau. Em không ngờ xảy ra sự cố này, bây giờ biết tính sao hả Nhân? Em không biết, em không biết gì hết, đầu óc em rối loạn quá. Anh Hai, chị Hai, hãy nói cho em biết bây giờ em phải làm gì bây giờ đây hả? Không còn cách nào khác hơn là cậu phải đi xa một thời gian. Đi xa để em tìm quên Thúy Quyên hay để Thúy Quyên quên em? Cả hai đều cần thiết. Anh Hai, em hiểu, em sẽ nghe lời anh chị. Còn mẹ, nếu biết được chuyện này chắc mẹ sẽ buồn lắm, vì mẹ đã từng biết mặt Quyên. Cũng đành vậy thôi cậu à. Trước tiên là giải quyết chuyện của cậu và Thúy Quyên. Ngay bây giờ cậu tìm cách đi xa, ra đi một ít lâu để cậu tìm lãng quên. Và Thúy Quyên cũng nguôi ngoai chuyện tình, khi nó yên ổn tinh thần, chừng đó cậu quay về chắc là sẽ vui hơn. Cảm ơn anh Hai đã chỉ cho em một con đường thoát khỏi tình cảnh éo le này. Em cũng cố nén mọi niềm đau. Cậu đưa chị về thăm mẹ, rồi cậu cứ yên lòng ra đi. Mọi việc ở nhà chị thay cho cậu, chị tin rằng mẹ vẫn trọn niềm vui. Gặp lại anh chị chắc mẹ, nhưng em chỉ tiếc sự vui mừng không trọn vẹn bởi lầm lỗi của em gây ra. Nhưng dạ, lỗi này không phải chỉ mình em, mà cũng do lỗi của chị một phần trong đó. Thôi, chị em mình không nên dành với nhau chuyện lỗi lầm đó nữa. Em để lại địa chỉ cho chị tìm mẹ, em về thu xếp chuyện của em. Anh chị ráng khuyên giùm Thúy Quyên. Chào anh chị. Nhân, em về. Nhân. Nào em đến áo trắng đan mướt với sương mù rơi, tưởng là buồn vui ôi như cơn mơ, nỗi đau tuyệt vời buồn như cơn gió, những cánh lá rơi cuốn trôi về đâu, nắng đã chìm sâu biết ta còn nhau. Còn đi mãi tìm nơi đến chốn không gian mù xa, một ngày thoáng qua tim trong ương ngâu nhớ thương nhạt nhòa. Để ta vui sống với những trái ngang dấu chôn cuộc đời, hỡi nhân tình ơi hay cười hay vui.
Quyên à. Quyên, con ơi, từ trưa đến giờ con cứ ở miết ở trong phòng không ăn uống gì hết. Con đừng làm mẹ lo lắm nghe con. Quyên, mẹ vào đi mẹ. Con, mẹ, mẹ ơi. Quyên ơi, nhìn con khổ đau, mẹ cũng bầm gan tiếng ruột. Con người mẹ nào mà không thương con đẻ của mình đâu. Nhớ khi xưa con lẩm đẩm bước đi, mỗi lần mẹ đẩy xe bán trái cây về tới, cũng lần dò bước ra đón mẹ, con vui mừng vẫy tay như kêu gọi. Mẹ ôm chầm lấy con mà nghe sung sướng trong lòng. Ai thấy được ở mẹ tình mẫu tử dân trào. Trong những lần bước chân chưa được dừng, nhưng bám ra đón mẹ về, con bị té đau. Ba con đang học vội quăng sách vở lại đỡ con. Mẹ hốt hoảng làm bao nhiêu trái cây bị đổ. Mẹ lo sợ cho con nên khóc, ba cũng khóc theo, bởi vì yêu mến con mình. Rồi sau lần té đau đó con không bao giờ té nữa. Con bắt đầu đi những bước vững vàng và cẩn thận. Mẹ ơi, mẹ thật là sâu xa trong ý tứ. Con xin lỗi vì đã làm cho ba mẹ buồn lo. Con hiểu được như vậy là lòng mẹ yên vui lắm rồi. Mẹ yên tâm, tuy dấu vết thương đau đang xé tim lòng sâu vắng vắng mắt, nhưng làm sao con dám quyền sinh bởi ơn sanh thành chưa đáp đền xong. Xin thứ tha cho con bao lỗi lầm. Đứng lên đi con cùng mẹ, cái té ngày hôm nay sẽ làm cho con nhớ để đời. Và rồi đấy con sẽ không bao giờ té nữa. Con sẽ thấy ánh sáng huy hoàng dậy quay đời con. Tình yêu của ba mẹ cao dày như nốt hai. Con cảm tạ tình cao cả. Ba con đâu rồi hả mẹ? Ba con tiếp bà ngoại dưới nhà. Ngoại đến nãy giờ. Ngoại đến hả mẹ? Ai đưa ngoại đến? Có phải? Ngoại đến một mình. Ba con đi rước ngoại đó. Mẹ, con muốn xuống gặp ngoại. Đi con, mẹ đưa con xuống. Dạ. Ngoại ơi, ngoại đây nè con. Ngoại, con sao? Con khỏe chưa? Ngoại thấy con gầy lắm đó. Dạ con không có sao đâu ngoại. Con cảm ơn ngoại đã đến thăm con. Ngoại ơi, trước đây con... Đừng nhắc nữa con. Bởi tại vô tình không biết, chứ có phải lỗi tại ai đâu. Con đừng nương dài rất buồn thương, làm cho tâm trí ngắn ngưng. Nàng trái bởi do cao xanh bay ra tranh sao vô đường. Đời con đừng
lần đầu tiên gặp ngoại, con đã cảm nhận ở nơi ngoại, và con có một sợi dây tình cảm lưu luyến thâm trầm. Thì ra đó là một thứ tình cảm thiêng liêng ràng buốt âm thầm, mà tâm hồn con vẫn dương nhận được, nhưng lại vô tình không biết đó là nguồn cội thân yêu. Ngày đó bên cạnh cậu nhân, con gọi ngoại là bà tiên trong chuyện cổ tích xa xưa. Ngoại ơi, sao bỗng dưng con thèm có tô cháo, một tô cháo từ tay ngoại nấu cho con. Được, ngoại sẵn lòng nấu cho con một tô cháo ngay bây giờ. Dạ, con cảm ơn ngoại. Đây là lá thơ của cậu nhân gửi cho con. Thơ của cậu nhân? Cậu nhân ở đâu hả ba? Cậu nhân của con xin chuyển công tác ra Nha Trang rồi. Con yên tâm đi, một thời gian rồi cậu con sẽ về. Con hãy đọc thơ của cậu con đi. Mẹ đưa ngoại vô nhà sau nấu cháo cho con ăn nha. Thúy Quyên, cháu gái của cậu, tiếc là cậu không có mặt trong lúc này để tâm sự với cháu, nên mượn trang giấy gửi đến cho cháu đôi dòng tri ân. Chuyện đã qua rồi hãy để cho nó lui vào dĩ vãng. Cậu biết cháu không tránh được buồn phiền đau khổ, nhưng hãy coi câu chuyện ấy là một vở kịch mà tao qua đã dựng nên. Còn hai cậu cháu ta là hai diễn viên đã nhập vai trong một lần trên sân khấu cuộc đời, và chuyện tình yêu lầm lỡ chỉ là một cảnh trữ tình có trong vở kịch mà thôi. Đừng khóc nữa con, đọc tiếp đi con. Vở kịch đã diễn xong, mỗi con người chúng ta trở về với cuộc sống thực tại của mình, và vai diễn kia cũng không còn. Cậu mong Thúy Nguyên cùng không nên quá đau buồn và làm cho cha mẹ phải lo âu. Những ngày cậu sống ở nơi xa, cháu thường xuyên thay cho cậu lo cho ngoại trong lúc bóng ngã về chiều, và cháu phải học để sớm được thành tài. Mai một cầu về hy vọng rằng cháu của cậu được vui vẻ hồn nhiên, và đây là lời cuối trong thư. Cậu chúc cháu mãi yêu đời và luôn có mùa xuân. Cậu nhân đã đi rồi, một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Chuyện vừa qua chỉ là một đoạn của một vở kịch bi thương.
hết vai tuồng, người diễn viên phải sống thật với con người của mình. Bà ngoại, ba, mẹ, mọi người hãy nhìn con. Con đã khỏe hẳn rồi và bắt đầu bước đi những bước vững vàng thoải mái. Mẹ thấy không mẹ? Như vậy mới không uổng công ngoại nấu tô cháo gà cho con chứ. Thúy Quyên, con của ba ngoan lắm. Con gái của mẹ, Thúy Quyên con. Mẹ, tình yêu